Vô cái gì? Một lít rưỡi hai anh em uống thì làm gì hết được. Cần luôn. Chưa. Nó trúng ở đây. Chín rồi, đây tùng là... Thùng rồi. Thùng rồi nhưng mà nó bị động ghê. Ờ, kệ sao đâu. Thằng Long về tối qua thì đưa nó đi chứ. Thằng Long ấy. Ừ. Còn hôm nọ chiên xong rồi mẹ đi. Nướng cho nó con gà. Vậy là nó một gó xôi. Lại nướng được một con gà bằng con này nữa. Nướng hai con cá. Trên đấy thì nó cũng thiếu gì đâu, gọi là động viên thôi. Lên đón con về. Gà này đem trả rãi. Sao đòi về? Mèo. Chặt bừa thôi. Ăn được thôi. Nè. Hôm nay thì không thể. Chạy cái điên à. Sốc cay. Ok. Mâm đâu? Thử xem con dao nhíp. Nhưng qua đánh giá này không biết là có phải nhíp không này. Sắc thường. Có vẻ chưa dùng nên là có vẻ hơi sắc á. Sắc đấy. Bây giờ phải mai thử xem như nào nữa. Ui dồi ôi. Cái đá này thấy không khỏe lắm. Đá mài cũng được. Đá mài nhưng mà mài trắng ra lắm đấy. Đá mài này. Thằng Giang rất sợ này. Sắc lắm. Sắc chứ. Em sợ sắc lắm. Lấy ra cái nồi vào. Con dao này như phớ ấy. Luộc nhá anh nhá. Ớ nhà mình ăn thế này mà anh ăn thế thôi. À, xin giới thiệu các bạn nha, ở đây là em sấy của mình. Thì cứ lên nhà em là em lại mổ gà cho ăn. Có mấy khi anh em lâu lắm chẳng gặp nhau. Lâu lắm rồi cũng không lấy dao được ở chỗ bác Vàng với chỗ bác Lử các bạn. Thì hôm nay em mài thử cái con dao này xem mà sắc không. Thế bảo là bằng nhíp nhưng mà em nhìn thấy các bác nhìn xem thử xem phải nhíp nhá. Em mài cho thấy cái chất thép đấy đó. Cái này là mổ. Con này gọi là dao mèo thì em buồn cười quá, không biết là dao vùng nào. Em nhìn thấy loại dao này bao giờ chưa? Kiểu này dao mèo ấy. Chưa. Cũng được gọi là kiểu dạng chắc là kiểu dạng người ta cũng thấy kiểu mông mèo làm như thế thì đang bắt chước thôi. Nhưng mà dao này dao ở đâu, dao chẳng Trung Quốc hay sao đấy. Kéo là thật gì nhỉ? Yeah. Không biết là nhận mình anh cũng thấy dao nhưng mà chưa được nhìn tận mắt là con dao này ở vùng này. Thế là bạn anh gửi ra anh ở đâu? Bạn đâu? Bạn ở trong tỉnh thôi. Để mà sửa lại. Nhưng mà chưa biết giờ sướng sửa theo kiểu gì. Dao này đâu? Mỗi cỡ. Đây. Nếu mà nhíp ấy, nếu mà ấy, nhíp thì nó sẽ độ sáng nó sẽ cao hơn. Sắc thì chắc sẵn sắc rồi vì tôi non. Độ sáng nó sẽ cao hơn. Đấy, đây cái này. Như con dao là của em mình này. Con gia đình mình này. Con này lâu lắm chẳng mài chẳng biết là. Được, anh mài phát nó lên màu biết ngay mà. Xem nhíp với lại cái kia biết ngay mà. So sánh. Đấy.
nó trắng ra ngay, nhíp là mài nhiều lần biết mà. Cái hạt thép thường ấy mài nó không trắng được đâu. Này, năm nay rồi, có mày đâu. Em vô nhà em chặt mày. Nhưng em thấy chị chặt chứ nếu mà con làm mày thì đi chặt cũng chặt được mà. Con này lâu lắm không mày nó thế thôi. Nhíp này cứng lắm, mài lúc cho nên cũng được. Con kia mài tí đã thấy sắc rồi không ạ? Cái con mẹ kia của em cơ, cái con vòng bi kia cơ, con đấy mài lâu lắm. Đấy, so sánh các bạn này, con dao này với lại con dao của bạn ấy gửi cho em. Nói chung là em sự so sánh giữa hai chất thép thôi, hai chất thép ở đây thôi. Nó lóa quá nhỉ. Đấy, các bạn nhìn hai chất thép nó đã cái độ trắng của con dao này khác hơn này. Đấy, không biết là nhíp gì. Con này phải mài nút nữa mới ra được. Đấy, đây cũng là dao mèo. Bạn ấy gửi cho em. Bạn. Rồi, con dao này dáng khá là đẹp nhé. Dáng mũi thẳng này. Khá là đẹp. Đấy, nhưng mũi tội là thế này các bạn. Nó bị gãy trong. Cái này thép chuẩn luôn này, em chỉ cần mài qua một tí trắng lên ngay. Để em thử mổ con dao đấy xem nào. Sao ơi, sao lắm, dao này nó chưa dùng nên sao lắm. Dao mới mà còn nguyên tem mà. Đấy, mài phát trắng xóa luôn, đúng cái đám mài chuẩn này. Một mài khó nhỉ, gãy mất. Thời gian em mài con dao này tôi hơi non. Thép vòng bi như tôi hơi non. Nghe cái tiếng thép cọ vào nhau này. Cái đấy là nó chắc luôn, kêu như chuông luôn. Nó là vào một vòng đi ấy. Cái này này. À, cái này vòng đi này. Cầm này kêu như chuông luôn. Từ từ, sao nữa mày. Các bạn nha, rất là tiếc luôn, cái dao của bạn ấy rất là đẹp nhưng mà khi mà bác thợ ấy bác dồn thép chỗ này này và mình gãy trong ở đây, nó đâm ra nó bị gãy mất cái cán, rất là tiếc. Nhưng mà cái nói dù sao thì cái này cũng tôi hơi non, vì là khi em thử thép thôi rồi thấy là nó hơi non một chút, chứ không được được không được được vượt lắm. Không như con này mài tí nó trắng sạm dã luôn. Dao bao giờ dùng lâu lâu thì bao giờ nó cũng chết rồi. Dùng lâu lâu thì nó nhìn nó ui mài như kiểu là kiểu cái độ trắng của nó ấy. Cái dao người nhà dùng cái này mài lâu lắm để nó trắng được. Rồi, hôm nay nhân vật chính của em đây các bác nhá. Nhân vật chính đây, cái dao bé tí đây. Đây là cái dao bác Lữ, anh xin kính nhận anh được. Ông có ông mất anh định đi không? Không có. Mài cho mọi người xem. Đây em mài tí nhé. Cái dao này à? Dao của bác Lữ đèn đấy. Anh có hay lấy dao của ông vào không? Em cũng có. Mà đợt này lâu quá, không lấy được dao của ông bà. Chắc đông khách quá. Đây. Mãi không lấy được. Anh hẹn ông ấy hơn 2 tháng nay rồi đây, có lấy được cái nào đâu. Mọi người cứ bảo lấy được chưa, số hết còn ruột. Không lấy được. Anh này anh phải đặt mấy chỗ liền chứ. Có đâu em ạ. Không có, mấy bác cái kiểu là chuyển sang mùa đông hay là vào mùa vụ này nhưng mà chưa làm. Các bác nhá, em đây là cây dao này em vừa mài qua thôi. Đây là dao của bác Lử nhưng rất tiếc là nó bị nứt ở đây rồi. Gia đình dùng là bị nứt ở đây. Đấy. Còn riêng cái cán đồng này các bác nhá. Em ở đây mất thường như thế nào thì em không thể tả được cho các bác xem này. Nó bóng như vàng ấy. Các bác ạ.
Đây các bác xem này. Nó như là vàng ấy. Bóng dã man luôn cái tay nắm này này. Dùng lâu rồi nó. Cái này bằng lim vang rồi này thì là cái chỗ tay nắm này kiểu nắm nhiều nó lõm xuống. Đấy, còn cái đồng này này. Đúng là đồng vàng vàng óng luôn ấy. Cái độ bóng này như kiểu là mình tráng vàng ấy, rửa ví dụ vàng dùng lâu năm nó xỉn đi xong rồi mình tráng lại ấy. Bóng như vậy. Công nhận thích thật. Đúng dáng dao bao lử luôn các bác nhá. Con bé này cũng thế này. Thẳng đuột này. À đúng dáng dao bác lử chứ. Dao bác vàng có độ cong chỗ này. Đấy, hình mắt cá cong như này. Đấy, để ngang này các bác cảm nhận đây. Đấy, cong chỗ này. Còn dao bác lử thì thẳng hơi thẳng nhưng đuột này một tí. Ui giời ơi, cái này. Có cái ông gì bố vàng thế. Cũng rèn đấy anh. Hả? Bố của ông chống cũng rèn đấy. Bố ông chú Phó Bí Thư ấy. Ở khu này á? Ở trên bàn này này. Ông cũng làm cũng không đẹp lắm nhưng mà chất lượng phết đấy. Thế à? Trước anh chờ em mua được một cây về dùng. Sao lắm? Đi dáng ra thì em không thích lắm nhưng mà công nhận là sớm á, dùng sướng. Ui, cái dao cái bé này mài này nhít cho nên mài cũng lâu lắm nhưng mà loại hạ sắc là thì sắc lâu dùng sướng. Con dao này còn vỏ không em? Để đi vào vợ xem. Đấy, ở nhà nó có được cầm. Chắc kiểu là dùng liên tục nhưng không được miếng vỏ đâu. Em tìm vỏ đi hôm nay đi làm. Nhưng mà chính xác con dao này đúng là nhỉ, chính xác là dao của bác Lửa đúng không? Đúng rồi. Nhìn dáng này nhỉ. Em thấy cái thằng hôm vừa đi làm gỗ ấy. Thế nó đeo. Thế em hỏi mày mua ở đâu, mua trên đấy về. Thế em thấy đẹp thế nào cướp luôn. Vâng, thưa quý vị nhá, thì sau một thời gian em mài dao với lại hôm nay lên nhà người em thì thấy con dao của bác Lử như này nhưng mà nó bị đấy, vừa em nói lại là hôm nay lên nhà em vừa thật sự các bác là nhìn thấy con dao của bác Lử lại nhớ lên bác Lử thôi nhá. Con dao rất là bé, con dao này rơi là 21-22 cm gì đấy, găng tay của em 21-22 cm gì đấy, rất là đẹp luôn, rất tiếc là nó bị nứt ở đây rồi. Cái nứt đây không vấn đề gì cả, nếu mình chặt mạnh gỗ to thì mới đấy, còn nếu mà thái thịt gà chặt các thứ là vẫn sự bình thường các bạn. Với cây dao này nói chung là về khâu đồng của đoạn này nữa. Các bác nhìn mắt thường cơ, qua máy quay của em là nó khả năng là nó không thấy rõ được. Nếu các bác nhìn mắt thường nhé, các đoạn nó đẹp mê ly luôn, nó không kiểu là sần sùi với xù xì như cái khâu đồng này. Đấy, nó đẹp mê ly lắm như này. Còn cái dao này thì nó cũng là bằng nhíp ấy, nhưng mà không biết là kiểu gì, cái này phải lên hỏi bác vàng xem. Thật sự là những cây dao hôm nay em cầm trên tay đây là những người bạn anh em chơi cùng với trên hội dao ấy, thì có nhờ em mang đi sửa lại điều chỉnh lại xem là còn sử dụng được không. Đấy, với lại nó như thế nào thì em sẽ giúp bạn ấy điều chỉnh sửa lại những cây dao ấy thôi. Còn hiện tại là những cây dao ở trên chỗ bác vàng với lại hai cây dao của bác Lử thì em sẽ giữ là một cây, còn một cây thì nhiều bác hỏi em quá em chưa biết là em phải làm thế nào. Thực chất ra thì là hai cây dao đấy thì em cũng, nếu mà các bạn hỏi em nhiều quá tốt nhất là em giữ lại hai cây đấy làm kỷ niệm luôn thôi. Chứ còn thực sự ra là đưa cho bác nọ này lại tị nạnh bác kia là em cứ nói thẳng như vậy thì là mong các bác lại tiếp tục ủng hộ kênh của em nhé. Thực sự ra là rất là hiếm hoi những cái video dao của em luôn, bây giờ là rất là hiếm để mà kiếm cây dao tốt cho các bác. Còn nếu mà các bác muốn mua những cây dao, gọi là một số bác hỏi em là mua một cây dao 200-300 nghìn kênh em có không, nếu mà các bác cần thì em vẫn có.
thuộc Bắc. Nhưng mà những cây dao đó thì là nó mua gọi là dao chợ, gọi là dao như vậy. Không chính xác 100% người mông người ta làm. Đấy. Đấy thì là em cần những cây dao, khi em bán ra những cây dao đó phải chuẩn là người mông làm từ đầu đến cuối, thao tác như thế nào và nó đòi hỏi những cái kỹ thuật như thế nào. Dù sao thì những cây dao của em nó không phải khẳng định 100% là nó có thể là chém được cái nọ, chém được cái kia. Nhưng cơ bản là sẽ làm việc, hoạt động được, để lao động được, chặt được, thái được, chặt xương được. Đấy, nói chung là cơ bản là làm được. Cây nào đỏ thì rất là ok, còn cây nào mà nó không được ổn lắm thì nó cũng là tương đối. Đấy, nhiều bác sử dụng dao của em thì các bác cũng đã biết rồi. Về độ sắc, độ bén thì được. Độ bén thì em nghĩ là dao chỗ Bắc Vàng, chỗ Bắc Lử, cái dao trên khu vực Tây Bắc này là cái độ bén khi chặt cây vào rất là tốt luôn. Cuối cùng là em cũng xin phép khép lại video tại đây nha các bác nha. Với kỷ niệm với cây dao của Bắc Lử rất là đẹp này. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn đã xem video của em. Em xin chào ạ.